Một tuần trôi qua và Quỳnh Trâm lại rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Người Khánh Hòa. Kính thưa quý vị, vào hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở một cảnh quay đầu tiên, đó là trong khuôn viên của ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn câu chuyện của Người Khánh Hòa cũng sẽ kết nối giữa một nhân vật của chương trình và một khách mời của chương trình, để chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện về cuộc sống, về việc học tập cũng như là công việc của những người con của quê hương Khánh Hòa, lớn lên học tập và đã thành đạt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và qua mỗi câu chuyện như thế, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều sự hiểu biết và nhiều thông tin về những người con Khánh Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang học tập và làm việc ra sao. Tuy nhiên hôm nay thì có một chút đặc biệt, đó là khách mời đồng hành cùng với Quỳnh Trâm trong chương trình hôm nay thì lại đang làm việc tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Và hôm nay anh đã đến với Thành phố Hồ Chí Minh để cùng kết nối với câu chuyện người Khánh Hòa. Hiện nay anh đang là trưởng chi nhánh của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG tại Thành phố Nha Trang. Còn nhân vật sẽ là một bạn sinh viên hiện đang học tại Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời của Người Khánh Hòa tuần này mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là anh Nguyễn Xuân Diệu, hiện đang là trưởng chi nhánh công ty vàng bạc đá quý PNG tại Nha Trang. Nguyễn Xuân Diệu từng tốt nghiệp trường Đại học Nha Trang chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau đó, anh tiếp tục vào Thành phố Hồ Chí Minh để theo học ngành quản trị mạng quốc tế của trường Đại học Hoa Sen. Và cũng như bao bạn sinh viên khác, khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học luôn có nhiều khó khăn và thử thách khi không tìm được công việc phù hợp, không người thân quen. Anh đã từng trải qua nhiều công việc như phục vụ bàn, bán mỹ dạo trước khi xin vào làm cán bộ nhân sự, phòng giới thiệu việc làm, trung tâm hỗ trợ sinh viên trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng ngay cả bản thân anh Nguyễn Xuân Diệu cũng không nghĩ rằng mình lại bén duyên với công việc tư vấn tại đây. Nhưng cũng nhờ vào cái bén duyên đó mà anh Nguyễn Xuân Diệu đã học tập và trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức, kỹ năng vững vàng để làm tiền đề cho những bước đi thành công tiếp theo của mình sau này. Bằng những kinh nghiệm có được từ công việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên, cũng như những kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, một thời gian sau, anh Nguyễn Xuân Diệu được tuyển vào làm chuyên viên đào tạo và huấn luyện của Thế giới Di động và sau đó là chuyên viên đào tạo cao cấp tại Viễn thông A. Từ một chàng sinh viên ra trường không tìm được công việc phù hợp, nhưng với tính chịu thương chịu khó, anh Nguyễn Xuân Diệu đã từng bước đi lên và phát triển sự nghiệp của mình từ chính công việc mà anh chỉ tình cờ bén duyên. Nhưng đôi lúc cũng từ chính việc nghề chọn mình như thế, anh Nguyễn Xuân Diệu mới có cơ hội được thử thách chính bản thân mình, tìm đến nhiều cơ hội mới, học hỏi nhiều điều hay để hoàn thiện bản thân, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Sau nhiều năm học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuy sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng anh Nguyễn Xuân Diệu vẫn quyết định quay trở về quê hương Nha Trang để làm việc. Năm 2014, anh trở thành chuyên viên đào tạo và sau đó là trưởng chi nhánh công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG tại Nha Trang. Đối với anh Nguyễn Xuân Diệu, Nha Trang Khánh Hòa luôn là niềm tự hào khi anh giới thiệu với tất cả bạn bè ở mọi miền đất nước tất cả những điều mà anh đã cảm nhận được từ thành phố biển thân yêu Nha Trang Khánh Hòa. Ơi, chị Trâm chào Xuân Diệu. Chào chị Trâm. Hôm nay phải hẹn Diệu ở một cái con hẻm để chuẩn bị mình đi vào phòng trọ của một bạn sinh viên đó. Thì cũng hơi bất tiện cho em chút, nãy giờ đợi lâu không? Không thành vấn đề chị, vừa mới tới thôi. Cũng rất là vui khi hôm nay được gặp lại một vị khách mời của chương trình mà cho Quỳnh Trâm xin được tạm gọi là đồng nghiệp cũ không? Tại vì trước đây thì mình cũng có một khoảng thời gian công tác tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Ủa vậy hả chị? Khi vậy vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi sau khi học xong thì được sự tạo điều kiện của chị Cao Thị Ngọc Dung là tổng giám đốc đó, thì Quỳnh Trâm có được một thời gian để công tác tại VNG. Thành ra là những cái thông tin về VNG thì mình cũng theo dõi rất là thường xuyên, và sự lớn mạnh trưởng thành của VNG thì Quỳnh Trâm cũng theo dõi rất là nhiều. Nhưng mà cho Trâm hỏi một điều là Xuân Diệu là người Thành phố Hồ Chí Minh được cử công tác làm trưởng chi nhánh ở Nha Trang hay là bạn là người Nha Trang Khánh Hòa luôn? Diệu là người tại Nha Trang. Vào ra Sài Gòn lập nghiệp được mười mấy năm rồi. Và đây là lần tiên Diệu quay về lại thành phố Nha Trang và được nhận công tác ở đó. Có nghĩa là
được sự điều động của công ty đúng không? Dạ, đúng rồi. Và cũng tạo điều kiện cho mình quay về quê hương để làm việc đúng rồi. Hả? Dạ, nhưng mà đúng bây rồi. Giờ thì gia đình của Diệu đang ở Nha Trang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Ở tại Nha Trang luôn á chị. À, ở tại Nha Trang luôn. Dạ. Như vậy thì cũng thuận lợi ha. Dạ, rất là thuận nhưng lợi. Mà đi về thì thường xuyên chứ, đúng không? Giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành dạ, phố Nha có Trang. Có thể mà Diệu đi thường xuyên luôn á, có nghĩa là một tháng Diệu ra vô ít nhất là 1-2 lần vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Là mình sẽ có cái kết nối công việc của công ty giữa Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì công việc của một trưởng chi nhánh PNC tại Nha Trang có bận rộn lắm không? Bận rộn thì cũng khá bận rộn quá chị, tại liên quan đến vàng bạc đá quý thì nói chung là mình phải đi ra vào thường xuyên để mà họp hành á, thì cũng khá là bận rộn. Thật sự thì theo dõi những cái bước hoạt động của PNG thì Quỳnh Trâm cũng thấy đây là một trong những công ty có rất nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Vậy thì những cái hoạt động đó theo Diệu nó sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển và lớn mạnh của PNG? Thật sự PNG thì được đặc biệt là cô Dung á, là của một người rất là có tâm với cộng đồng. Và cổ cũng không hẳn là họ cổ dùng cái cộng đồng đó mà để cổ quảng bá PNG, không phải, mà cổ muốn giúp những cái gì mà PNG có được thành quả hôm nay, cổ muốn đem giúp cho cộng đồng để giúp cho cộng đồng ngày càng phát triển hơn và tốt hơn mà thôi. Nhưng mà đã là một người có một khoảng thời gian học và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh rồi, vì sao Diệu lại có cái quyết định theo sự phân bổ của công ty để quay về lại Nha Trang? Chắc là Diệu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá lâu rồi và cũng muốn làm một cái gì đó cho tại cái nơi mà mình sinh ra. Và Diệu muốn là bây giờ mình cũng có một chút ít thành công và Diệu muốn đem cái thành công đó về tại Nha Trang để phát triển. Đó là cái quyết định mà Diệu quay về lại Nha Trang. Và cộng với công ty cũng đang mong muốn có một người hỗ trợ cho PNG nên người Diệu... địa phương thì nó sẽ thì tốt hơn đúng không? Yeah. Kể từ khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh là anh Diệu bắt đầu gặp nhiều khó khăn về một môi trường đầy mới lạ và thử thách, không mối quan hệ, không người thân, không biết đường đi nước bước và kinh nghiệm hoàn toàn không. May mắn, thành đoàn là nơi anh được học hỏi các kỹ năng sống, là chiếc nôi tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Diệu học hỏi, tạo mối quan hệ, làm quen với cuộc sống xa nhà. Thời gian này, thậm chí anh không đủ tiền thuê nhà, tiền ăn, vừa đi làm vừa dạy thêm để trang trải cuộc sống trong 2 năm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm phải có được một sự nghiệp ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh cố gắng học hỏi những người đi trước, chịu khó làm việc ở những vị trí thấp nhất, từ một người bán hàng điện thoại, máy tính để có thể đứng đào tạo, chia sẻ và làm cửa hàng trưởng. Từ đó có nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm để anh có được vị trí như hiện nay. Công việc của một trưởng chi nhánh thì có bận rộn không khi mà mình cũng phải cạnh tranh với rất nhiều cái thương hiệu vàng bạc đá quý ở thành phố Nha Trang bây giờ? Thật sự đối với cửa hàng trưởng và trưởng chi nhánh á, thì công việc cũng khá nhiều. Nhưng nói về cái sự lo lắng và áp lực và cạnh tranh thì cũng không hẳn, tại vì PNG đã có một thương hiệu cũng khá lâu rồi. Và Diệu chỉ cần làm tốt cái vai trò là làm sao cho cửa hàng, nhân sự và hàng hóa nó đảm bảo ok thì mọi thứ nó cũng sẽ tốt thôi. Và Diệu cảm thấy thế nào khi mà được ban tổng giám đốc của PNG đặt để vào một cái vị trí mà vừa là để làm việc mà vừa để gần gũi với quê hương của mình như vậy? Thật sự đó là cái niềm mà Diệu, niềm mong mỏi của Diệu rất nhiều khi mà được ban đốc tạo điều kiện cho Diệu quay về lại cái nơi quê hương của mình để phát triển. Thì thật sự là Diệu rất là vui luôn á chị. Về đó Diệu có cơ hội là coi như sống tại cái nơi mà mình cảm thấy yêu thích và dùng lại những cái kiến thức mà mình đã học được ở thành phố Hồ Chí Minh để mà cống hiến cho cái quê hương của mình. Diệu rất là vui chị. Có nghĩa là mình cũng đã tạm có những cái thông tin về khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là anh Trần Xuân Diệu, hiện là trưởng chi nhánh của PNG tại thành phố Nha Trang. Còn bây giờ thì có lẽ trên con đường này thì Quỳnh Trâm cũng mời Diệu vào khu nhà trọ của một bạn sinh viên và sẽ là nhân vật của chương trình của mình ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ mình đi vào chứ để bạn chờ lâu. Tấm gương sinh viên nghèo vượt khó tuần này mà chương trình Người Khánh Hòa giới thiệu đến quý vị, đó là em Trần Thị Ngọc Thu, hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành giấy bột giấy của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như nhiều bạn sinh viên khác, Trần Thị Ngọc Thu đến với thành phố Hồ Chí Minh cùng biết bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, cũng như niềm tin, hy vọng từ gia đình. Tuy nhiên, con đường chinh phục thành công của Thu có lẽ sẽ chông gai hơn nhiều bạn cùng trang lứa khác bởi hoàn cảnh gia đình của em có phần khó khăn. Và việc đến với cánh cửa đại học của Thu giờ đây là điều mà em luôn phải nâng niu, nỗ lực
và cố gắng hết mình để tự tin hơn trên con đường tương lai của mình. Trần Thị Ngọc Thu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo. Ba mẹ quanh năm làm thuê làm mướn ở thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cuộc sống hiện tại của gia đình Ngọc Thu gặp rất nhiều khó khăn. Mọi sinh hoạt, chi tiêu giờ đây của gia đình em đều phụ thuộc vào đôi vai của cha em với công việc làm thuê làm mướn, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mẹ em thì đau hết bệnh này sang bệnh khác, cũng không làm thêm gì được. Gian nan vất vả là vậy, nhưng cha mẹ em luôn cố gắng từng ngày với mong muốn cho các con có được cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Sau Thu còn có thêm hai em trai cũng đang tuổi ăn tuổi học. Chính vì vậy mà bản thân Trần Thị Ngọc Thu luôn hiểu thấu và cảm thông cho sự khó khăn mà gia đình mình phải trải qua. Lúc mà buồn nhất thì nói thôi giờ nhà mình nghèo, mình ráng mình học rồi kiếm cái gì đó làm thêm để phụ ba mẹ thôi. Thế nhưng mình thiếu thốn về tiền bạc nhưng mà gia đình mình lúc này cũng vui vẻ thì thấy vẫn hạnh phúc, thấy may mắn hơn nhiều gia đình khác. Cha mẹ phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, thế nên việc chạy cơm từng bữa đã khó, tính gì đến chuyện nuôi con ăn học. Gia đình cứ thế mà khốn khó trăm điều. Bản thân Thu luôn biết được điều đó, nên ngay từ nhỏ em đã không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện. Từ lớp 1 đến lớp 12, Thu luôn là học sinh khá giỏi của trường. Sau bao nỗ lực, năm 2015, em thi đỗ vào ngành chế biến lâm sản, chuyên ngành giấy, bột giấy của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh với biết bao hy vọng, hoài bão về một cuộc sống tươi sáng hơn. Là một sinh viên tỉnh lẻ, khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Thu cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm ở nơi xứ lạ như bao bạn khác. Tuy nhiên, điều đáng khen là Thu đã cố gắng sớm vượt qua được cảm giác cô đơn, buồn tủi để học tập, hòa nhập với môi trường mới thật tốt. Tiền bạc thì lúc này cũng cảm thấy thiếu thốn, tại vì ba mẹ cũng ở quê cũng chạy mượn vay cho em vô đại học, nhưng mà cũng đóng tiền thì cũng thiếu. Nhưng mà có mấy đứa bạn lúc trước mở chung với mấy đứa bạn trong phòng á, em mượn lên á, em đóng xong rồi khi nào mà ba mẹ chạy mượn tiền có rồi gửi vô em trả lại cho mấy bạn. Và khi được học tập dưới mấy trường Đại học Nông Lâm, Ngọc Thu dần dần có thêm nhiều tự tin hơn, cứng cỏi hơn. Vì vậy mà ngoài giờ học, em còn đi làm thêm để kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống xa nhà, cũng như giúp đỡ cha mẹ phần nào. Việc học, việc làm chiếm hết thời gian của Thu. Có những lúc mệt mỏi, cũng có những lúc muốn buông xuôi, nhưng Ngọc Thu luôn cố gắng lạc quan và luôn hy vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với Thu, chắc chắn em sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng, tin yêu của mọi người đã dành cho mình. Bây giờ thì chị Quỳnh Trâm mời Xuân Diệu mình đi vào khu vực phòng trọ của nhân vật của chương trình mình ngày hôm nay, đó là bạn Thu, hiện nay đang là sinh viên của Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu nhà trọ của bạn này. Ở đây là khu vực của làng Đại học Thủ Đức. À, trong cái khuôn viên của ký túc xá, nhưng mà cái bạn sinh viên mà mình tìm đến thì ở trong cái khu nhà trọ này nè, nó ngăn phòng cho thuê, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây đông rồi đấy chị. Đây là phòng của Ngọc Thu nè. Dạ chào chị. Em đang chờ anh chị tới phải không? Dạ. Ừ.
Đây là khách mời của chương trình và đây là nhân vật của chương trình. Mình sẽ chuẩn bị có một cái câu chuyện để trao đổi với nhau ha. Nhưng mà chắc là ngồi trước nhà đi ha. Tại vì chị cũng có cảm giác cái phòng trọ của Thu nó hơi nhỏ, không đủ để máy quay đâu. Thì thôi mình chuẩn bị sẽ có một cái cuộc nói chuyện vui vẻ thân tình với nhau thôi trước phòng trọ của em cũng được. Dạ. Chị giới thiệu với Ngọc Thu, đây là anh Diệu, hiện đang là trưởng chi nhánh của công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại thành phố Nha Trang. Hôm nay anh Diệu là người đồng hành cùng với chị Quỳnh Trâm trong cái chương trình Người Khánh Hòa hôm nay, để một lần nữa đưa một cái nhân vật là một sinh viên người Khánh Hòa hiện đang học tại thành phố Hồ Chí Minh đến với khán giả của chương trình Người Khánh Hòa. Chào em. Chắc là Ngọc Thu mình phải mạnh dạn lên khi mà nói chuyện chứ ha. Tại vì cũng rất có duyên khi mà mình lại được kết nối với nhau trong cái chương trình Người Khánh Hòa. Chị được biết là em đang là sinh viên của Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Và cái ngành em học là gì và mình đã học năm thứ mấy rồi? Dạ, em học bên chế biến giấy bột giấy. Em mới sinh viên năm nhất rồi. Mới là sinh viên năm đầu tiên thôi. Hàng nào thấy cũng hơi rụt rè bỡ ngỡ khi mà tiếp xúc với các anh chị trong ekip làm chương trình. Rồi cái việc học tập của em ở đây thì cái trang trải cái việc học phí cũng như là nhà trọ đồ của em thì như thế nào? Dạ, hàng tháng thì ba cũng gửi tiền vô cho thêm. Rồi em cũng đi làm thêm ở ngoài cũng đủ. Thì vì cái thu nhập em kiếm thêm nó có phụ giúp được nhiều trong cái cuộc sống của em không? Dạ, cũng đủ tiền trọ. Đủ tiền trọ hả? Là bao nhiêu một tháng? Dạ, 800. 800? Dạ. 800 một tháng nhà, cho cái căn phòng nhỏ xíu này đó hả? Dạ. Em ở một mình em hay ở chung với bạn bè nữa? Em ở với bạn. Vậy là xe đôi ra đúng không? Mỗi người một nửa. Cái chi phí chính trong gia đình là từ cái sức lao động của ba thôi, còn mẹ thì không làm việc nặng được. Lý do vì sao vậy em? Dạ, mẹ bị bệnh đó, nên họ mỗi lần mẹ làm việc nặng lên là mệt khó thở. Nói mẹ đi khám thì mẹ nói đi khám ra xong rồi sợ có nhiều biết nhiều bệnh nó mệt hơn nữa. Nhưng mà quan trọng là mẹ bị bệnh gì? Hồi bữa thì mẹ đi vô xét nghiệm ở trong Nha Trang thì nói là bệnh liên quan gì đâu, bên gan thì em cũng không nhớ nữa. Xong rồi bữa giờ rồi đi xét, mẹ nói đi siêu âm tim, xong miệng xong nghĩ lại mẹ nói thôi đi siêu âm rồi có bệnh nhiều bệnh nữa. Có nghĩa là sợ phát hiện ra thêm nhiều bệnh. Mà khi biết có bệnh mà không chữa thì cũng không được, đúng không? Và lại chi phí, kinh phí là không có để mà nhắc tới mẹ em có vẻ khóc mà chắc là đang rất là lo và thương cho mẹ lắm. Có một mình em là con gái đầu mà đi học như vậy thì mẹ có lo lắng nhiều không và thường hay gọi điện hỏi thăm em không? Có. Mẹ sợ là vô đây không chịu học mà theo bạn bè. Nhưng mà mình có phải vậy không? Dạ không. Hồi học ở quê thì ba mẹ cũng tin tưởng lắm. Nói chung đi học về xong rồi đi về trễ thì mẹ biết đi học ra muộn xí thôi, cho mẹ cũng không có nói, không có lại le. Tại vì quan trọng là ý thức của em, đúng không? Tại vì ba mẹ thì cũng không có thể ở bên cạnh mình trên mọi cái bước đường của mình được. Hơn nữa là con gái đầu thì chắc chắn là phải dành hết tình cảm và sự yêu thương và lo lắng ngược lại cho ba mẹ của mình, đúng không? Và cái điều đó bằng cái việc là em sẽ cố gắng nỗ lực trong học tập. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều sinh viên đã tìm đến những công việc làm thêm để giúp cha mẹ ở quê nhà đỡ vất vả phần nào. Và với Ngọc Thu cũng vậy, em đã biết cách vượt qua những khó khăn ban đầu để giúp bản thân tìm kiếm những cơ hội mới để chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Để cân bằng giữa việc học và việc đi làm là điều không hề dễ dàng. Chỉ hy vọng rằng những khó khăn của ngày hôm nay sẽ không thể đánh gục được ý chí, quyết tâm của cô sinh viên bé nhỏ Ngọc Thu. Vậy thì ngoài cái việc học ở trường ra thì Thu có tham gia thêm những cái hoạt động gì ở trường mình không? Dạ thì em làm bên hội cũng có hay tổ chức mấy chương trình đi thăm mấy mái ấm. Hội sinh viên đó em. Dạ.
Nhắc về những cái câu chuyện này của các bạn sinh viên thì Diệu có một chút nào đó kỷ niệm gợi lại cho một cái khoảng sinh viên của mình không? À thì anh Diệu á thì học tại Nha Trang chứ không phải là học ở đây. Nhưng mà sau khi anh Diệu tốt nghiệp xong á, anh Diệu vào đây thì nói chung mọi thứ cũng bỡ ngỡ lắm, cũng chả khác nào giống như sinh viên đâu, cũng rất là vất vả ha. Nhưng mà khi mà em nói tới hội sinh viên á thì anh thật nhớ lại cái lúc anh mới vào Sài Gòn, thì lúc đó anh cũng được may mắn được làm việc tại hội sinh viên, cái trung tâm hỗ trợ sinh viên ở tại quận Nhất á, không biết em có biết không? Ba Nguyễn Thị Minh Khai đó, thì anh Diệu may mắn được làm chỗ đó, giới thiệu việc làm cho sinh viên đó, anh là người giới thiệu việc làm cho sinh viên. Và bên cạnh đó thì anh phối hợp với các trường để mà, đặc biệt là trường Nông Lâm của em nè, anh cũng đã từng quay về cái trường Nông Lâm để tổ chức những buổi hội thảo, chia sẻ những kinh nghiệm, những cái hướng nghiệp cho sinh viên. Đó, thì anh không biết là bây giờ, tại anh lâu lắm rồi anh không làm ở trung tâm hỗ trợ sinh viên nữa, thì không biết trung tâm hỗ trợ sinh viên đang có những cái hướng như thế nào cho phía bên trường không? Em có nghe nói hay không? Em cũng chưa nghe nữa. Nhưng mà chắc chắn thì những cái trung tâm này bao giờ cũng có một cái sự kết nối rất là mật thiết với các trường đại học để tạo một cái cầu nối việc làm tư vấn giữa các trường với các bạn sinh viên, cũng như là giữa sinh viên với các đơn vị mà họ đang cần những cái người làm việc là sinh viên, có thể là những công việc bán thời gian để giúp cho các bạn sinh viên có thêm thu nhập. Chỉ có một cái anh Diệu muốn nói em á, là nếu em tham gia được vào hội là rất tốt. Ví dụ ở trường mình có những phong trào đoàn hội, em nên tham gia. Đúng tại rồi. Vì nơi đó sẽ cho em học hỏi rất nhiều điều. Giống như họ trau dồi cho những cái phẩm chất rất là tốt. Và bên cạnh đó họ sẽ có thể là giúp đỡ cho em những cái kỹ năng hoặc là tham gia những cái phong trào để giúp cho mình mạnh mẽ hơn tại cái đất Sài Gòn này. Tự tin hơn, mạnh dạn hơn nữa. Lời khuyên của anh Diệu chị nghĩ rằng là đúng, bởi vì sẽ có đã có rất nhiều người trưởng thành từ những cái phong trào đoàn hội và trở thành những cái doanh nhân, làm chủ những cái doanh nghiệp rất lớn, và từ đó quay lại hỗ trợ rất nhiều cho các bạn sinh viên, giống như là mục tiêu của chương trình Người Khánh Hòa hướng đến vậy. Cứ một chương trình như vậy thì các bạn sinh viên sẽ được gặp gỡ với một doanh nhân hoặc là một anh chị đã rất thành đạt ở mọi lĩnh vực của Người Khánh Hòa, rồi quay lại là tìm kiếm cái sự giúp đỡ và hỗ trợ quan tâm hơn đến các bạn sinh viên. Hồi đó khi anh Diệu mới vô Sài Gòn, anh Diệu cũng nhút nhát như em vậy đó. Nói chung là rất là nhiều cảm thấy là lo lắng, bất an, không biết định hướng như thế nào, không biết là mình có sống được cuộc sống ở đây hay không. Nhưng mà anh chỉ có một cái, anh có một cái niềm tin. Nói chung là có thể Người Khánh Hòa có một niềm tin dữ lắm đó em. Nên em cần phải tự tin và mình học hỏi thêm những, nói chung là thấy được những gì mới lạ, và nhưng đặc biệt là những điều tốt nha. Những gì mà tốt mình hãy học và mình cố gắng bắt chước những người đã thành công và tránh xa những điều không tốt. Đặc biệt tránh xa những cái điều không tốt ra, tại ở Sài Gòn này cạm bẫy thì rất là nhiều. Nhưng mà anh tin rằng với một cái hướng là em lo cho gia đình ha, em có những cái mục tiêu rõ ràng thì anh tin chắc chắn em sẽ làm được điều đó. Thì cố gắng lên em ha. Những ngày tháng sống trong khó khăn thiếu thốn, chứng kiến sự lam lũ vất vả của mẹ cha đã tạo thêm cho Thu nhiều động lực để em nỗ lực hơn mỗi ngày. Với em, những khó khăn vất vả mà em đang gặp phải của ngày hôm nay cũng chẳng là gì so với nỗi cực nhọc của cha mẹ ở quê nhà. Chính những thử thách gian nan mà mỗi ngày Thu đang phải đối mặt chính là những trải nghiệm quý giá cho những chuỗi ngày thử thách trên con đường chinh phục giấc mơ của mình. Rồi thì anh Diệu chỉ có một cái muốn chia sẻ em nữa ha. Thì trong thời gian em mới là năm nhất thôi. Thì cái điều quan trọng nhất năm nhất thì em vẫn nên tập trung vào việc học của mình. Tương lai nó còn khá dài. Và quan trọng em phải có được cái kiến thức ha. Và sau đó khi em còn những công việc mà em đang làm á, thì đó chỉ là một phần để hỗ trợ cho cái việc học của em. Chứ đừng vì ham quá đi làm ha, mà cuối cùng mình đánh mất đi cái quãng đời, cái con đường học tập của mình. Còn sau này anh tin rằng em chỉ cần học xong, khi ra ngoài thì chắc chắn sẽ có những anh chị đi trước, đặc biệt là có thể là anh chẳng hạn, anh là cũng là người Khánh Hòa. Chắc chắn là anh, chứ không phải là có thể. Tại vì hôm nay là hai anh em kết nối lại được với nhau như vậy nè. Thì sau cái chương trình thì mình sẽ giữ cái sự liên lạc. Khi mà Thu có bất cứ vấn đề gì, những thông tin gì, cần tư vấn hay cần hỏi han gì thì em có thể liên lạc với anh Diệu. Thì ở Sài Gòn này anh Diệu cũng có rất là nhiều mối quan hệ. Và anh Diệu có thể là chia sẻ cho em những kinh nghiệm và những người có thể giúp cho em những cái khi mà em cần những công việc nào đó. Nên em hãy tự tin lên. Còn sau này khi ra đời, khi mình làm việc á, thì em cứ yên tâm, những anh chị Khánh Hòa sẽ luôn luôn sẽ hỗ trợ cho em, sát cánh bên em.
Hồi đó chọn ngành học á, ai cũng nói là nhiều ngành học lắm, mày sao chọn giấy một giấy em nói. Nhưng mà mẹ thấy cái ngành này ít người học với lại người ta còn nhiều lắm. À vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là cũng có rất là quan tâm đúng không? Khi học và chọn ngành là đã có cái định hướng rồi. À, dạ. Ừ. Thì chị nghĩ rằng là có lẽ là Thu cũng đã có được một cái sự cập nhật thông tin rất là kịp thời. Bởi vì là thật sự là chị cũng hơi là lạ về cái ngành học của em đó. Định hỏi nhưng mà thôi em nói đây thì chị cũng kết nối luôn. Có lẽ là em đã tìm được một cái ngành học mà ít người học và có nhiều cơ hội việc làm. Yeah. Đúng không? Thì hiện nay thì các bạn sinh viên cũng đang hướng đến cái vấn đề đó là mình chọn một cái ngành học nào mà sau này cái cơ hội việc làm nó đến với mình nhiều hơn. Yeah. Ban biên tập của chương trình Người Khánh Hòa cũng gửi cho em một phần học bổng trị giá là 2 triệu đồng. Yeah. Để mong muốn rằng em có thêm một chút kinh phí để trang trải cho việc học và cuộc sống của mình. Em cảm ơn chương trình. Thì bên cạnh đó thì anh là đại diện cho công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận ha, đặc biệt là chi nhánh Nha Trang, thì cũng trao cho em một cái phần học bổng ha. Tuy nó không nhiều nhưng khoảng 3 triệu nhưng mà nó sẽ giúp cho em trang trải được thêm một phần nào trong cái việc học của em, và cũng có thể đó là một cái kinh phí để em có thể đưa mẹ em đi khám chữa bệnh ha, để làm sao cho sức khỏe tốt nhất để em lại đỡ yên lo tâm. Lắng yên tâm trong vấn đề học tập của mình hơn, được không ạ? Rồi anh gửi cho em ha. Em cảm ơn anh ạ. Sao? Nhắc tới mẹ cũng nghẹn, bây giờ nhận học bổng cũng nghẹn nữa rồi. Em muốn nói gì nữa không? Dạ. Cứ tự tin mạnh dạn đi. Thì hồi giờ em chưa có bao giờ mà em được nhận học bổng nhiều như thế này. Em cũng cảm thấy là mình may mắn khi em được chương trình tìm đến em. Dạ. Em cũng thấy vui lắm. Em sẽ cố gắng học tốt rồi để sau này ra trường có việc làm để lo lại cho ba mẹ, lo cho hai em nữa. Rồi sẽ cố gắng phấn đấu tốt, sống tốt ở đây. Còn có cơ hội sau này em giúp lại cho những người ha, những bạn Khánh Hòa mà vào đây học đúng không, khó khăn khác đúng không? Ok, em tin em làm được đó. Một lần nữa thì chị xin thay mặt khán giả của chương trình chúc Ngọc Thu sẽ vững vàng hơn trên con đường học tập của em. Cảm ơn Xuân Diệu đã đến với chương trình. Chúc cho chi nhánh VNG tại thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục phát triển, có nhiều khách hàng, kinh doanh thật là thành đạt, để cũng là một trong những cái phần nhỏ của VNG tiếp tục đến với những cái hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội, và nhất là đối với công tác sinh viên. Rồi, cảm ơn chị Quỳnh Trâm. Và đến đây thì Quỳnh Trâm cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Người Khánh Hòa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Em cảm ơn chương trình để tạo điều kiện cho em những hỗ trợ một phần nào đó trong việc học tập, chi phí cho em. Thời em cũng cảm ơn anh Xuân Diệu của công ty Vàng Bạc Đá Quý để đến chia sẻ động viên cho em. Đồng thời cái phần học bổng của anh trao về chương trình hỗ trợ cho em nhiều lắm, trong chắc cũng khoảng chắc hết học kỳ này quá. Trong em cũng sẽ cố gắng học tập tốt rồi về sử dụng cái phần học bổng đó đúng nghĩa hơn. Thật sự hôm nay nguyên một buổi sáng đồng hành cùng với chương trình thì thật sự anh cũng có nhiều cái xúc động lắm khi mà thấy một em sinh viên đang gặp những cái một cái hoàn cảnh khó khăn, và nói chung là về mọi thứ thì được một chương trình truyền hình đồng hành và mời anh tham gia để lắng nghe và coi như cùng chung tay góp sức ủng hộ các em, thì anh thật sự anh rất là cảm động và anh thấy một chương trình này rất là ý nghĩa. Nhờ chương trình này mà tất cả các anh em người Khánh Hòa thì có thể cùng chung tay thêm hơn nữa để có thể tham gia cùng với các em sinh viên, mà đặc biệt là người Khánh Hòa, để có thể giúp cho các em có thể có được một cái sự tự tin và một sự thành công trong tương lai.